xóm làng xứ kẻ cùng vui. Hòa có được tiếng cười, tiếng cười mát mẻ đó bà con ạ. Này này mẹ ơi, sao thế múa rối nước hôm nay có những trò gì để nghỉ? À, múa rối nước hôm nay có nhiều trò lắm nhé. Nào là múa lân, múa rồng, thi bơi, thi vật. Nào là múa bắn đánh cá cút lưng, rồi múa tiếng đi cùng. Các trò này vui nhộn lắm hay. Xin mời bà con hãy nổ một tràng pháo tay để cho các trò ra sàn biểu diễn ra. Các bạn nhảy không gửi cho tiếng sư phổ nhạc để tế cưới cô hát đầu cho. Thank you.